Xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào, có ai nghe rõ không? Alo, có ai vào không? Alo, alo, có ai vào nghe rõ không? Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2017. Giờ này là lúc 7:28 sáng Việt Nam. Hôm nay mục đích của mình lên cái live trực tiếp này là nói về một cái ý thức và cái trách nhiệm của bản thân của từng con người trong một cái xã hội. Trong đó có mình. Giờ này sao không thấy có bạn nào vô online với mình vậy ta? Mình nghe nhạc trước nha. Xin hỏi có bạn nào nghe rõ không? Cái live này mình đang làm là nói về ý thức và trách nhiệm của bản thân nha các bạn. Đây là cái lời mà mình muốn nhắn nhủ đến từng cá nhân trong cái xã hội này. Xin chào anh. Thôi bây giờ mình nói luôn, tại vì thời gian cũng không còn nhiều nữa. Bây giờ có ai xem được thì xem, nếu mà xem được xin hãy share cho mình. Tại vì mình làm cái clip này chủ yếu là muốn nhắn nhủ đến từng cá nhân trong cái xã hội này phải ý thức được trách nhiệm của mình đang làm gì, đang ở đâu, phải biết mình đang ở một cái quốc gia nào, phải biết được cái xã hội này, cái quyền con người nó có hay không. Mình chỉ nhắn nhủ đến các bạn là như thế thôi. Và cái like này mình cũng dành đặc biệt cho vợ mình, nhất là cha mẹ nữa, và đặc biệt là dòng dõi trong gia đình mình. Do bây giờ vợ mình đi làm nên không có ở nhà, nên mình không thể nói chuyện cho vợ nghe được. Chỉ muốn nói qua cái lời Facebook bên đây, like trên đây, để cho vợ hiểu thôi. Hai vợ chồng gặp nhau nói chỉ có cười cãi lộn, không có cái kết quả tốt. Thành ra là mình lên đây để mình nói, để cho vợ nghe và hiểu mình, cái trách nhiệm của mình là một người chồng, người cha, người con trong gia đình là phải làm như thế nào đối với xã hội, đối với gia đình. Anh cũng còn mong vợ tha lỗi cho anh, không phải là lỗi của anh. Còn mong vợ đừng có giết con của chúng mình nếu như anh có chuyện xảy ra. Chúng nó không có tội, chúng nó không có lỗi, con của mình không có gì sai cả, anh làm việc cũng không sai. Anh cầu xin em hiểu cho anh.
Đó là cái trách nhiệm của anh đối với gia đình, là một người con, người cha, người chồng, người anh, để bảo vệ cuộc sống của gia đình. Em hãy hiểu và thông cảm cho anh. Khi anh đã làm xuống đường biểu tình ngày 5 tháng 3, anh đã chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra đến với mình. Cuộc chơi nào cũng phải có cái giá để trả hết. Em hãy thông cảm đi. Đừng có lôi con mình nó vào cái chuyện này. Sau khi em xem được cái clip này, anh hy vọng em sẽ nghĩ một chiều hướng khác. Con người ta phải có cái nhân quyền, cái quyền con người tối thiểu để cất lên được cái tiếng nói của mình trong một cái xã hội. Vợ ơi, anh xin vợ nha, đừng lo chúng nó vào, ba đứa con của mình, chúng nó không có lỗi gì cả, anh cũng không có lỗi gì cả, anh chỉ đứng lên, anh cất tiếng nói, nguyện vọng của anh, đối với chính gia đình mình, yêu cầu chính phủ Việt Nam phải đuổi Phật Mosa khuất khỏi Việt Nam, đó là một lý do chính đáng của anh. Anh không có làm gì sai cả, anh không sợ, em cũng đừng có nghĩ sai về anh. Mặc dù công an cứ mời anh lên ngoài, nhưng mà đó là cái quy luật rồi. Luật á, thực chất ra có cho vui thôi. Rồi đó, mình được thiết kế sẵn rồi. Thấy không? Vào trong đó, người ta đã thiết kế sẵn rồi. Người ta mọi cách, mọi vu vạ cho mình là theo thế lực thù địch này nhận tiền tài trợ kia. Nhưng mà hoàn toàn không có. Vì mình là con người có tư cách trách nhiệm bản thân, mình không có đi theo cái đám nào hết, tổ chức nào hết, mình không có sợ gì cả. Anh chấp nhận, anh ký vào cái biên bản điều 54 là bộ luật hình sự rồi, thì em cũng phải hiểu cho anh đó là một cuộc chơi, anh muốn thử đó, anh thử coi cái nhà giam ở đồng Việt Nam này nó như thế nào. Đối mặt với tòa án, anh thử coi xem cái pháp luật Việt Nam nó như thế nào. Về việc mà mình đi xuống đường, mình cất tiếng nói, mình tỏ bày cái ý kiến chính kiến của mình, thấy không? Đối với bản thân mình, đối với gia đình mình và đối với cha mẹ mình, anh em, dòng họ nội ngoại, thì đâu có gì sai. Chính cái tổ chức Vọt Mô Sa đã kích động anh phải xuống đường biểu tình, không ai vào đây cả. Em đừng có xuất hiện suy nghĩ gì cả. Cái thứ hai, con cũng nói như thế này với bố mẹ. Con cũng biết là con có sẽ có một ngày con sẽ rơi vào cái hoàn cảnh nào đó rất nguy nan. Con mong bố mẹ hãy hiểu và chăm sóc cho vợ và các con. Hãy bảo vệ ba đứa con của con và vợ con. Đừng để nó làm cái điều không đúng với đạo trời, đạo người. Ai làm nó chịu. Con làm không có việc gì sai. Con chỉ làm theo cái lý trí và cái trí óc của con thôi. Trái tim của con nó kêu gì con phải làm đó. Thực chất ra mỗi thanh niên á, mỗi một cá thể thôi, nói cá thể cho dễ nha, tại vì cá thể là một cái cá nhân trong cái xã hội, cái ngôi nhà. Mỗi một người á, người ta phải có một cái trách nhiệm nhìn chung về một cái gọi là bất ổn của xã hội đi, thì mình phải nhìn nó rõ cái đó, mình hành động theo cái đó để mà xây dựng nó tốt hơn. Mình xuống đường mục đích là để góp ý với chính phủ, mong chính phủ phải giải quyết những cái việc đó hoặc là đối thoại với chúng tôi để cho dân chúng tôi biết được chính phủ có giải quyết hay không.
Chúng tôi rất cần sự ra mặt của chính phủ giải quyết với từng địa phương, với nguyện vọng của gia đình của chúng tôi. Nguyện vọng của gia đình của chúng tôi á, đơn giản thôi. Mong muốn á, chính phủ hãy đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam giùm. Bây giờ từ tháng 4 năm 2016, 26 tháng 4 2016 thì nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh Vũng Áng á, nó đã xả thải gây ô nhiễm môi trường, chết hàng ngàn tấn cá rồi. Nói chung là hàng chục ngàn tấn cá rồi, chứ không phải hàng ngàn đâu, hàng ngàn thôi ít á, không thống kê được hết đâu. Tại vì đa số nó còn chìm ở dưới những cái sinh vật biển khác, nó còn chìm ở dưới bên dưới đại dương, bên dưới dưới nước biển, dưới đáy biển á, không ai thống kê được đâu, có ai bảo đảm được nước ở Vũng Áng hay là bốn tỉnh miền Trung là an toàn không? Ai dám bảo đảm? Rồi ai bảo đảm được khi người dân họ đánh cá lên, cái cá đó sẽ không đi vào tỉnh này tỉnh nọ, nhất là tỉnh Đồng Nai. Tôi lo sợ chứ, lo sợ những cái thức ăn này nó đến nhà tôi, nó dần dần nó gây bệnh hoạn cho gia đình tôi, nó chết liền thì không sống thở đâu, mà nó gây bệnh tật cho từng người, nó gây ra bệnh ung thư, bán nhà bán cửa chữa có hết được đâu, khổ lắm. Tôi lên live này mục đích là muốn nhắn nhủ đến mọi người, nhất là các bạn trẻ thanh niên, hãy suy nghĩ và hành động. Đừng nghe lời kích động của ai, lật đổ của ai, không quan trọng. Điều quan trọng bạn hãy làm đúng, đuổi Formosa khỏi Việt Nam cho tôi. Nó là mầm mống ung thư, bệnh hoạn của nhân loại. Mình đi biểu tình á, khi mà mình bị vào đồn công an á, hôm 5 tháng 3 thì bị bắt ở tại quảng trường tỉnh. Thì nói chung là vào đồn công an thì họ cũng đánh đập mình vài cái, đại khái là nó có đánh hăm dọa giết nữa, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, tại vì đã xác định từ lâu rồi, họ đã biết từ lâu rồi, nhưng mà còn cũng phải thử thêm như thế nào coi đó đúng là sự thật hay không. Thật ra là mình chưa bao giờ mình thấy, mình chỉ nghe nói, và hôm 5 tháng 3 thì mình chứng minh được, chứng kiến được là như vậy đó. Các bạn đang sống ở cái xã hội gì vậy? Bạo lực hay là xã hội của nhân văn của loài người? Nhân văn của loài người á thì người ta biểu tình để đóng góp ý kiến của chính phủ đó, để xây dựng một đất nước tốt hơn, xã hội đẹp hơn, văn minh hơn, mới là mới đi xuống đường biểu tình để mà đóng góp cái lời nói của mình đối với đất nước. Mong cho chính phủ lắng nghe và nhà nước lắng nghe ý kiến nguyện vọng của mình là như thế. Các bạn đừng có sợ gì cả, đó là quyền cơ bản của mình phải thực hành. Còn những người á có những cái phát ngôn, tức là nếu như mày xuống đường, tao là một chiến sĩ công an, tao sẵn sàng cởi đồ ra để giết mày tại đó nếu thấy bất ổn cho xã hội, thì tại sao cái phát ngôn đó lại phát ngôn ra được như vậy? Phát ngôn bạo lực, phi nhân bản của một loài thú vật mới phát ngôn như thế. Mỗi người đều có một cái nguyện vọng mà, đúng không? Nguyện vọng thì phải nói ra. Vì sao cái nguyện vọng của mình bị cái người đó chà đạp và đòi hăm dọa giết? Tại sao cái người đó lại như thế? Mình đã ký vào trong cái biên bản khởi tố hình sự theo điều luật 54 liên quan đến các cá nhân, đến các không nhớ, đại khái là không nhớ điều gì. Nói chung là thì lúc đó thì do nhịn đói từ sáng đến trưa nên mình không có nhớ rõ được cái nội dung hết. Thì đại khái là họ cứ bằng mọi cách họ gán cho mình vào một cái nhóm nào đó, ghép cho mình vào cái nhóm nào đó,
để mà thực hiện cái âm mưu biểu tình, rồi nhận tài trợ, nhận tài trợ và vật chất chẳng hạn đó, thì họ luôn luôn có một cái ý định như thế để gán cho mình một cái tội danh như thế. Thì mình cũng không có chấp nhận tội danh, nhưng mà mình vẫn ký vào cái biên bản là như vậy, tôi làm theo cái không nhận tài trợ của ai, tôi chỉ theo cá nhân của tôi là quan điểm đóng góp ý kiến đến chính phủ, mong chính phủ hãy giải quyết cho chúng tôi. Bây giờ nếu mà chính phủ mà kêu người dân mà thể hiện quan điểm ở trong nhà thì không biết thể hiện quan điểm trong nhà làm sao mà có người, nhiều người dân người ta hiểu được cái sự việc môi trường nó đang ô nhiễm đến mức độ nào. Ngồi trong nhà thì làm sao mà cất lên tiếng nói mình được, mình phải ra đường chứ. Mình ra đường thì người ta mới nhìn thấy rõ, người ta mới ủng hộ mình, người ta mới biết được cái nguyện vọng của mình. Còn mình ngồi trong nhà mà mình cứ nói hoài, bàn bạc nhau hoài, ơi Phật Mô Sa hôm nay nó xả thải như vậy, vân vân và vân vân, nhà máy này nhà máy kia nó xả thải như vậy, vân vân và vân vân, trách nhiệm thì về ai, ai kiểm tra, ai chịu trách nhiệm đây, đổ thải ra ai chịu đây. Các bạn đi đừng có sợ gì cả, các bạn vào đồn công an, các bạn cứ không ký, khi không ký gì họ cũng tìm mọi cách, mọi cách để mà đưa các bạn vào một cái vòng gọi là lao lý. Các bạn ơi, các bạn làm ơn vô đây trước khi mình nói trước chuyện trước nha. Mình không muốn trong cái like của mình á có bất cứ một cái gọi là kích động, gọi là lật đổ hay là đá động đến chế độ cả. Các bạn đừng làm như vậy, mình không muốn. Tại vì các bạn nghĩ đi, mình không cần đá động, không cần đụng chạm gì tới nó đi, nó cũng chẳng có làm gì cả, phải không? Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Từ từ, một cái thể chế không thể sống được ngoài đời với người dân được đâu. Không bao giờ có thể chế nào ta sống suốt đời với một cái đất nước được. Bây giờ các bạn chịu khó nhìn lại mình đi, không? Mình nhìn được cái tiếng nói của mình á. Cái tiếng nói của mình khi mà mình cất ra đó thì ở ngoài đường có bao nhiêu người ủng hộ, không? Những người nào mà chống đối mình á, chứng tỏ đó, họ đang làm việc cho Phật Mô Sa. Đơn giản thế thôi, nhìn rõ ra đâu là ta, đâu là Phật Mô Sa. Tại vì mình đang yêu cầu chính phủ, không, đuổi Phật Mô Sa ra khỏi Việt Nam. Thì tại sao chính phủ không giải quyết cho mình mà lại sai người đó đi đàn áp mình? Hay là người đó tự giác đi đàn áp mình thì mình cũng không biết, mình không dám nói. Nhưng mà cái người mà đàn áp, bắt bớ những người mà có một cái là nguyện vọng, không, đưa biểu ngữ lên yêu cầu, không, đuổi Phật Mô Sa khỏi Việt Nam, đó là nguyện vọng của một công dân nước Việt Nam, nguyện vọng nhưng mà tối thiểu, ý muốn và nguyện vọng của người dân. Tại sao không được nhà nước quan tâm mà lại cứ bị cho cái những cái thành phần như là an ninh, mật vụ, rồi công an, hạch sách hành hung người ta để làm gì? Tại sao mà mình không có ra đối diện với người dân, mình giải thích cho người dân biết bây giờ chúng tôi sẽ giải quyết như thế nào, chúng tôi sẽ làm cái gì để người dân người ta an tâm, không? Khi người ta đã nghe được bên chính quyền phản biện được như vậy, người dân sẽ lắng nghe và chờ đợi, chắc chắn sẽ chờ đợi và không làm gì, đúng không? Con đằng này tôi chỉ mới vừa đưa cái biểu ngữ ra thôi, là các anh tới chơi tôi liền, hốt tôi về đồn ngay. Các anh làm việc cho ai? Các anh đừng có hỏi tôi là ai kích động tôi đi biểu tình, ai cho tôi tài trợ, tôi nhận tài trợ từ ai? Xin nói nha, con người tôi lớn rồi,
37 tuổi rồi. Ha, phải có ý thức trách nhiệm. 18 tuổi là họ biết rồi. Cần gì phải đợi ai dụ dỗ. Thực tế nó là thực tế thôi. Biển nó đang đầu đầu bị độc kìa. Phong Mô Sa nó thải độc đầy biển kìa. Nhà ông bà giàu á, có tiền, không? Ăn thực phẩm sạch, thực phẩm nhập được. Còn chúng tôi á, là những người dân, dân thường thôi. Lấy gì mà mua được những thực phẩm đó? Ngày chạy 2-3 bữa cơm còn khó khăn đó mà. Nên khi mà cái nguồn thực phẩm đó nó nhiễm độc rồi nó gây bệnh cho mình. Không? Bệnh hoạn, vất da vất dưỡng, bán nhà bán cửa, điều trị hết không? Sao hết được? Cỡ mấy ông á, bệnh ung thư á, ra nước ngoài chữa thôi chứ Việt Nam nào chữa nổi, bó tay. Tôi xuống đường tôi biểu tình, tôi nêu ra ý kiến của mình như vậy. Vợ tôi không hiểu thì thôi, không còn nói là đất nước này có 93 triệu người lớn, chết thì chết mẹ nó hết đi, không kêu tôi như vậy, khuyên tôi như vậy, cản tôi như vậy, chết thì chết mẹ nó hết đi, đâu riêng gia đình mình chết đâu rồi sợ. Tôi sợ chứ, tôi sợ tôi mới bảo vệ gia đình tôi nè. Vợ tôi không hiểu tại sao mọi người làm ngơ. Sau khi tôi bị bắt vì biểu tình ngày 5 tháng 3 với lý do của mình, mục đích của mình là hãy cứu lấy biển của chúng ta, hãy đuổi Phật Mô Sa khỏi Việt Nam. Đó là nguyện vọng của tôi để bảo vệ gia đình tôi. Tôi làm việc cho con tôi. Cho gia đình tôi, cho anh em tôi, bạn bè tôi và xã hội này. Chỉ mong xã hội này tốt đẹp hơn ha. Không có vấn đề gì cả nha. Không có chuyện lật đổ hay đá động gì ở đây hết nha. Tôi nói trước, quan điểm của tôi là như thế. Các ông đừng có vội vàng ghép tội một người. Gia đình của tôi á, dòng dõi của tôi á, cũng là người á, tham gia nhiều cuộc kháng chiến lắm rồi. Làm cách mạng mà. Hôm nay á, tôi làm như vậy á, ký vào cái biên bản bộ luật 54 hình sự, thực chất ra tôi muốn đánh đổi cuộc đời của tôi, cho dòng họ của tôi, những người thân của tôi, anh em của tôi, cha chú bác và các anh chị đảng viên của tôi hiểu rằng mình đang ở đâu, mình đang là cái gì, được gì và mất gì. Ở cái xã hội này mình đang có cái gì? Quyền con người tối thiểu mà mình không được có. Ăn nhậu tụ tập là chuyện bình thường. Mà tại sao á, người ta nói, người ta chỉ xuống đường, người ta giơ một cái biểu ngữ lên yêu cầu chính phủ, không? Đuổi Phật Mô Sa khỏi Việt Nam. Mà chính phủ không dám ra đối mặt với người dân. Không dám xuống gia đình tôi nói chuyện đi. Chính quyền nào đi xuống gia đình tôi nói chuyện, yêu cầu của gia đình chúng tôi là như thế, đuổi Phật Mô Sa khỏi Việt Nam. Có dám xuống không? Hay là chỉ trốn? Hay là chỉ bắt thằng này nè, đi vô trong đồn thăm dò hả? Người ta chỉ chết có một lần thôi. Con người ai cũng như thế, sống phải để tiếng hôm cho đời. Sống mà để người ta nguyền rủa thì mấy anh sống làm gì? Ví mấy anh như là một cái con vật. Các anh nhìn lại mình xem, các anh có được người ta tôn trọng như con người không? Có được gọi như thế không? Trời ơi, ra đường đi, người ta kêu chó này chó nọ chó kia, mấy anh không biết nhục hay sao? Gia đình tôi đó cũng làm cách mạng đó, nội ngoại dòng dõi rất là nhiều,
bây giờ nè, không gia đình tôi được cái gì? Ba chục năm, bốn chục năm luôn, ông bác tôi cống hiến rồi, không có một cái nhà ở. Đến bên năm 2015 mới có một cái nhà ở. Đó là cái thực tế nha. Cái đó nếu các anh không tin hỏi cô ban tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai kìa. Các bạn ơi, các bạn làm ơn đò bỏ những cái từ ngữ nó không hay. Mình là những người có văn hóa thì mình không cần phải nói như thế đâu. Cái này là cái việc bức xúc của mình, mong các bạn thông cảm nha. Tôi nói tại sao mà tôi xuống đường, tôi dơ biểu ngữ thì cái anh đòi giết tôi, không, đòi cởi áo ra giết tôi. Các anh bạo lực như thế để làm gì? Hả? Các anh bạo lực như thế làm gì? Rồi người khác, người ta sẽ dựa trên cái đó. Người ta muốn làm gì cũng được. Vậy hỏi cái xã hội này nó luật pháp nó nằm ở đâu? Đúng không? Tôi đi biểu tình nè, ra nắng nóng chết mẹ, có nhận tài trợ của ai đâu. Đó là cái thực tại, thực tế. Tôi là cái thằng thợ sửa điện thoại, sửa máy tính mà. Những cái gì người ta không biết, người ta cài ứng dụng gì, người ta hỏi tôi, đó là chuyện bình thường. Trong một cái bóc chat, một cái forum nào đó nói chuyện thì người ta liên kết, người ta hỏi tôi là ai, ở đâu, thì tôi chỉ nói tôi ở đó, là chuyện bình thường. Đằng này các anh lại vu cho tôi là có biết, hiểu biết, rồi có tổ chức manh nha. Trời đất ơi, đủ thứ chuyện hết. Ai nói vậy cũng được cả. Mình cũng mong họ hiểu họ đang ở đâu. Họ xem lại họ có cái quyền con người hay không, có cái văn hóa của loài người hay không. Đơn giản vậy thôi. Cảm ơn Melissa Trâm. Tại vì đây là một cái bốc tự do, mình có quyền mình nói chuyện thoải mái, mình không có cản cấm ai được. Đó là quyền tự do ngôn luận của người ta. Thông cảm nha bạn, mình không cấm, nhưng mà mình chỉ nói đơn giản, mình chỉ góp ý các bạn. Mình là con người văn minh mà, thì mình có sao mình nói vậy thôi. Không có cần phải đả kích gì cả, không có cần phải sử dụng từ ngữ vô văn hóa gì cả. Thì mình đã biểu tình hôm 5 tháng 3 và bị bắt tại quảng trường tỉnh, quảng trường tỉnh Đồng Nai. Thì nhà mình cách công an thành phố chỉ khoảng chừng công an thành phố Biên Hòa thôi, 500m, 500 đến 700m. Mình cũng không biết tại sao mà những người đó lại bắt mình về cái lý do là gây rối an ninh trật tự. Ôi, thiệt là không hiểu nổi. Trời ơi các bạn ơi, tiền bạc các bạn đừng có nhận của ai hết, các bạn sẽ mang tiếng đó. Các bạn đừng có nhận của ai hết, các bạn xuống đường vì trái tim, vì lý trí thôi. Không cần quan tâm của ai hết. Ở đây mình chỉ muốn nhấn mạnh một điều thôi. Tất cả mọi người, một cá nhân của xã hội nào đó, phải xem lại bản thân của mình, xem lại trách nhiệm của mình đối với gia đình và đối với xã hội. Dám làm thì phải dám chịu. Thực chất ra người Việt Nam á, đơn giản lắm. Sợ, đúng, chính xác là sợ. Đừng có đụng vào nó, ha, đụng vào nó bắt ở tù. Bây giờ mình nghe lâu nay rồi, nhưng mà mình không có thực nghiệm được thôi. Hôm 5 tháng 3 là mình có dịp rồi đó, có dịp bị chứng minh được những cái lời nói đó là đúng. Tiếng nói của người dân không được tôn trọng, quyền của một cái con người không có nha. Nói rõ, quyền của con người hoàn toàn không có. Khi họ vào, họ bắt mình vào trong đồn á,
họ không có dám sòng phẳng đâu. Họ đánh đập mình xong, tới qua ngày sau, ngày khác họ mời mình lên, họ hỏi có đánh đập không, thì mình mới trả lời là có. Ai đánh? Họ là hỏi cười rồi, hỏi ai đánh chứ. Muốn hỏi ai đánh hỏi dùm cái camera đó, hỏi cái ổ cứng ghi lại trong cái đầu ghi của cái camera tại cái phường đó thôi, chứ giờ hỏi ai đánh. Nói tên đánh ra thì cứ chói bài bãi vậy. Nhát hèn lắm, dám làm không dám nhận, nhát chết mẹ luôn. Vậy cũng làm công an an ninh, sống mà không dám nhận. Kêu người ta nhận tội thì giờ kêu được, mà mình nhận tội chứ dám nhận. Ngộ thiệt, không hiểu, không biết đào tạo kiểu gì á. Ba cái chuyện như là ứng dụng app này app nọ không, người ta không biết, người ta hỏi mình cài như thế nào thì mình hướng dẫn cho người ta cài, đó là cái chuyện bình thường. Bình thường nói xài smartphone, các bạn không biết cài ứng dụng thì các bạn xài làm gì, không biết cài thì các bạn hỏi, hỏi xong thì có người hướng dẫn cho các bạn nha. Họ nói cho mình á, tại vì nói chung là ba cái này cái là nó có nói chuyện bình thường, nhưng mà đối với những cái người mà không có trí não trí óc á, thì họ cái thần thánh hóa vấn đề và hình sự hóa vấn đề một cách trắng trợn nha. Họ cứ hỏi tôi biết người này biết người kia, thì trên một cái mạng xã hội, mạng Facebook thì tôi phải biết người này biết người kia, nhưng mà có quen họ đâu, biết họ tên gì đâu, họ dùng cái nick này nick nọ, làm sao tôi biết. Trời ơi, cứ bắt tôi phải biết người đó, quen người đó, à rồi làm trong cái tổ chức nào đó. Lầm, quá sai lầm. Mấy anh đề cao người dân biểu tình quá. Người dân biểu tình chúng tôi á, sống phải có cái đầu. Con tim nữa, à con tim, lắng nghe con tim của mình, con mắt nhìn thẳng thế sự này, nó đang diễn ra cái gì. Chúng tôi chỉ yêu cầu đuổi Phọt Mô Sa, cút khỏi Việt Nam cho tôi, được không? Mà các anh không làm được. Các anh đem đội quân ra hùng hổ, trời ơi, bắt nó lại, đánh nó, bắt nó lại, lột áo ra rồi đánh rồi giết nó, chi vậy hả? Làm vậy chi vậy? Sao không đem cái lực lượng của mấy anh á có giỏi á ra Hoàng Sa kìa, nè Hoàng Sa, Trường Sa, Gạt Ma chẳng hạn, đem ra đó đó, đánh chúng nó coi, cưỡng chế chúng nó kìa. Anh hùng, bái phục anh hùng, thế mới gọi là anh hùng của người tôi. Còn mấy anh nói á, kêu tôi á đăng ký ra Trường Sa đánh giặc đúng không? Tôi nói cho mấy anh nghe nè, chúng tôi làm lụng á, đóng thuế để nuôi cái bộ máy, cấp tiền cho mọi người hết rồi, có thuế hết rồi, có phí hết rồi ha, mà anh kêu tôi đi ra Trường Sa bảo vệ đảo, bảo vệ gì? Ra mãi tôi được huấn luyện thao trường chứ mà bảo vệ. Tôi nói thực tại bây giờ nè, quân đội nè, ngay sân bay Biên Hòa thôi, chẳng đâu xa cả. Tại sao hằng ngày có những cái đứa em á, mặc đồ quân đội á, đi ra xin cơm heo, xin cơm thừa canh cặn hủ tiếu, về nuôi heo, làm gì? Tại sao không huấn luyện thao trường? Làm gì? Tiền thuế dân nuôi không đủ sao? Người dân đóng thuế, nuôi quân đội không đủ sao? Thuế phí thì cao hơn các nước, tiền bạc thì không có giá, đứng cuối thế giới luôn rồi nha. Coi cái vị trí tiền tệ của mình hiện giờ bây giờ đang nằm ở đâu? Tiền mình có giá không? Xăng cũng độc quyền kinh doanh, thấy không? Dầu cũng độc quyền kinh doanh, điện cũng độc quyền kinh doanh, nước cũng độc quyền kinh doanh, ai quản lý đất nước này? Mà sao cứ phải than lỗ, kêu lỗ? Trời ơi, lỗ mấy anh không làm được, mấy anh nghỉ đi. Mấy anh lỗ mà mấy anh cứ làm, thôi tôi lại mấy anh. Mấy anh làm cái gì vậy? Quản lý đất nước kiểu gì vậy? Thở chút, mấy anh than lỗ, mấy anh đòi tăng giá, tăng hoài, đóng thuế hoài. Không, tôi cũng thấy cái điều đó là bất công. Tôi phải xuống đường, tôi phải biểu tình đòi hỏi lại cái quyền của tôi, đúng không? Tại sao tôi không đòi quyền mà người hỏi? Ê, người dân nè, có quyền đòi hỏi nè, nha. Cho dù là người tham gia kháng chiến cách mạng nha, cũng phải có quyền đòi hỏi cái xương máu của mình bỏ ra,
Thấy không? Gia đình của mình nằm xuống phải đòi hỏi cái quyền lợi đó. Xương máu của cha ông tôi bỏ xuống nhiều lắm. Mà cái tiếng nói của tôi á, con cháu của những người đó có được cho trọng hay không, hay bị chà đạp? Người người có công với lại chính phủ cách mạng mà bây giờ cũng vậy mà thôi, phải không? Chuẩn bị chà đạp. Anh em đảng viên trong nhà của tôi cũng có mà, không phải không có đâu. Nhưng mà tôi hy vọng á, cái cuộc chơi này á, tôi chấp nhận, phải không? Ký vào cái bản án bộ luật 54 á, hình sự á, phải không? Ký vào cái bản án đó để tôi cho cả nhà tôi, cả dòng họ tôi á, nói chung là phải sáng cái mắt ra. Cái con theo cái đảng này được cái gì? Đúng không? Bây giờ họ được cái gì? Thì nói họ dám cất ra không? Hay bị chà đạp giống như tôi? Các anh đã coi chúng tôi như là cái loài động vật vậy đó. Vô là lên bờ xuống ruộng, thậm chí con gái mấy anh bắt mấy anh cũng đánh nữa. Mấy anh hèn quá, mấy anh ra đánh Trung Quốc kìa. Ra xe Hoàng Sa, Trường Sa kìa. Ra đánh nó đi. Người dân chúng tôi á, bỏ tiền thuế ra, đóng thuế đàng hoàng, có phí đàng hoàng, không? Nộp vô bộ máy, nuôi mấy anh. Mà mấy anh lại đối đãi với chúng tôi chẳng khác nào thằng Trung Quốc, không? Tôi biết mà, cuộc chơi nào cũng phải chấp nhận có cái giá của nó, đúng không? Tôi đánh đổi. Nhưng mà vợ tôi không hiểu. Vợ tôi nói nếu tôi có chuyện gì xảy ra, sẽ giết ba đứa con của tôi và tự tử với chung với chúng nó. Cái giá đó quá đắt. Tôi không biết làm cách nào để nói cho vợ tôi hiểu. Mà gặp nhau nói thì cãi lộn, không có đâu vào đâu. Vợ tôi có một cái quan điểm duy nhất thôi: chết thì chết hết, 93 triệu người chết hết, mình không cần lên tiếng. Người ta cũng là không đéo có lên tiếng đâu, mình lên làm gì? Mình lên tiếng mình bảo vệ mình trước đi đã. Người ta không lên kệ mẹ người ta đi em. Nhưng mà vợ anh cũng không hiểu. Vợ ơi là vợ anh khổ lắm vợ ơi. Đừng có lo chúng con chúng mình nó vào đó, nó không có tội lỗi gì đâu. Con chúng mình nó không có tội lỗi gì cả. Ngay cả bản thân mình không có tội gì cả. Tội là do Phật Mô Sa, phải không? Nó đã kích động chính bản thân của anh à. Nó kích động bản thân của anh phải đi xuống đường đòi hỏi một cái công việc tối thiểu là đuổi nó cút khỏi Việt Nam nha. Anh hy vọng vợ cũng xem clip này hiểu và thông cảm. Trong cuộc chơi phải có rủi ro, phải chấp nhận. Chứ không phải là anh ký vào cái bản án đó là anh không có tính toán đâu. Anh muốn cái bản án đó để sáng mắt cả dòng họ mình ra nha. Sáng mắt và sáng lòng, xem như thế nào, có cống hiến đúng hay không. Anh muốn chứng minh được những cái câu nói bất hủ thực chất ra đã chứng minh được rồi. Những cái gì anh từng nghe nói ngày 5 tháng 3 đã cho anh sáng mắt sáng lòng. Nếu nhưng mà các anh chị nào chưa từng xuống đường thì nên xuống đường để mà xem có đúng cái bản chất là như vậy hay không nha. Xem những cái lời nói tôi nói có đúng hay không. Hãy làm theo trái tim của mình đi mọi người. Làm theo trái tim và bộ óc của mình, không cần phải mấy thằng tào lao nào cả nha. Không có nhận tiền ai hết. Mình là con người lớn rồi, phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội. Phải để lại tiếng thơm cho con cháu mình đây,
cho dù có trả giá ở tù thì đó cũng là một tiếng thơm, không có sai vào chỗ nào cả. Cất tiếng nói, phải không? Bảo vệ cuộc sống gia đình, không có gì sai. Nhớ nha các bạn trẻ, tôi không phải dạy đời ai hết, tôi chỉ mong muốn cái nỗi niềm của tôi mọi người hiểu cho tôi. Hồi nào giờ tôi chưa có nghiệm được, trải nghiệm được cái sự việc xuống đường là như thế nào và cái bản chất nó thực sự là như thế nào. Chỉ nghe nói thì công an được ví như con chó này con chó nọ thôi ha. Thế bây giờ thì tôi đã thấy rõ ràng rồi, tôi đã tận mắt chứng kiến, tận tai tôi nghe và tận thân thể tôi bị đánh đập, thì tôi đã hiểu được tôi đang ở trong một cái xã hội loài người hay loài vật thì các bạn cũng biết rồi đúng không. Nếu mà xã hội loài người văn minh á, họ sẽ nói chuyện với mình lễ phép đàng hoàng. Còn nếu mà xã hội của động vật vào, họ chỉ có xông vào đánh và gán ghép cho mình một cái tội lý do nào đó ha. Đó là cái thực tế mà mình đã trải qua trong ngày 5 tháng 3. Xin lỗi mọi người nha, mình không thể nào comment được trong này nha, tại vì mình đang có chuyện mình nói thôi, nói với cái tâm tư của mình, mong cho người vợ của mình hiểu. Đừng có lôi con của chúng mình vào trong cái cuộc này. Chúng nó không có tội lỗi gì cả. Chúng nó đáng được sống trong cái môi trường tốt đẹp. Anh làm cha, anh phải có trách nhiệm cho con anh sống trong một cái môi trường tốt đẹp. Chứ không thể nào để nó ở trong một cái môi trường động vật được và ô nhiễm bầy đàn như thế này. Đó là một cái vấn nạn không chấp nhận được. Trời ơi, bây giờ người Tàu hay người gì mình không quan trọng. Cái quan trọng là mình thực hiện theo lý trí của mình đi. Cái nào đúng thì mình làm. Mình làm không có vi phạm pháp luật, không có phạm tội đánh đập, gây rối trật tự công cộng, không có giết người, cướp của tài sản, là mình cứ làm. Biểu tình mình chỉ cầm một cái tờ giấy thì không có gì gọi là sai. Không có hành vi đàn giết người hay đàn ăn cắp gì cả. Đó là một cái hành vi nhân văn. Muốn cái xã hội tốt hơn, đẹp hơn là mình phải cầm giấy, mình bày tỏ cái nguyện vọng, cái ước muốn của một người công dân nước Việt Nam. Phải không? Cái ước muốn của mình đó là như thế. Các anh có đáp ứng được hay không? Các anh không đáp ứng được thì các anh làm ơn đi ra đối thoại với người dân, cho người dân một cái lời khuyên, phải không? Hoặc là tư vấn cho người dân biết phải làm thế nào để cho chính quyền nơi đó hiểu cái nguyện vọng của mình. Đúng không? Tân này các anh đem cái đội quân đó ra, hơn 100 người mà bắt được 4 người, phải không? Rồi các anh đem ra đánh đập họ, hâm giết họ, thậm chí hâm giết tôi nè, mang rừng Mã Đà rồi giết tôi trên rừng Mã Đà đó, nhớ không? Đừng nói không nhớ nha, Nam Nhi, Dựng Phu, dám làm dám nhận. Đúng không? Mấy anh kêu người ta nhà làm phải nhận thì mấy anh chịu khó làm cũng phải nhận chứ. Mấy anh làm, mấy anh chối bãi, nói tới mấy anh không có, không có. Vô phỏng vấn, vô nói chuyện, lấy lời khai á, mấy anh sợ tôi ghi âm gì? Lời khai của tôi hay là những cái lời nói của anh nó vi phạm nhân quyền, nó chắc anh không có dám cho. Các anh sợ đủ kiểu hết. Cái máy ghi âm, phải không? Ghi âm lại cái cuộc thoại hôm đó mà các anh còn không chấp nhận, phải không? Thì làm sao mà các anh đứng ngoài ánh sáng được? Đứng là người đứng trong bóng tối thôi, đúng không? Người là con người biết suy nghĩ, muốn văn minh cái xã hội này, thấy không, là phải biết đưa ra nguyện vọng, ý kiến của mình, thấy không, để mọi người cùng nhau làm, cùng nhau thấy và nhìn nhận được cái vấn đề đó. Chúng tôi muốn môi trường trong sạch, chính phủ ơi, chính phủ làm ơn đổi Phật Mâu Sa giùm cho chúng tôi chẳng hạn. Đó là cái nguyện vọng của chúng tôi duy nhất thôi ha, không có gì cả. Chính xác là như thế nha, nguyện vọng của người dân chỉ có nhiêu đó thôi. Muốn chính phủ dẹp cái thằng Phong Quốc Sa này giùm chúng tôi đi, nó xả thải ở biển Bình Trung từ 26 tháng 4 năm 2016, đúng không? Mà bao lâu mấy anh mới công bố được cái Phong Quốc Sa xả thải
Giết biển. Hả? Bao lâu? Có phải là mất hết 90 ngày không? Trời ơi, các anh hay quá, các anh điều tra thần tốc quá. 90 ngày. Trời ơi, mấy anh chỉ cần xuống mấy anh lấy ngụm nước biển đó, mấy anh lọc lại, mấy anh uống thôi, biết liền kết quả liền chứ gì. Cần gì phải là đợi 90 ngày nhưng mới chứng minh được nó. Ở đó có mình nó thôi, không ai đâu xa đâu. Trời đất ơi, làm cái gì, cái kiểu gì vậy? Muốn biết sự thật hay không á, bắt con cá đó lên cho con mèo hay con bò đó ăn, còn nó sống nổi không? Nó sống nổi á thì nước sạch nha, cá sạch, biển sạch. Còn nó không sống nổi á là Formosa đã giết chết chúng nó và chế giết chết từng người dân ở trong cái xã hội này. Phải không? Trời đất ơi, dòng dõi cho nhà tôi nè, gia đình cách mạng nhiều lắm chứ bộ. Trời ơi, tôi đánh đổi cái giá này để cho gia đình tôi, dòng dõi nhà tôi nhìn ra giùm một cái tiếng nói của họ có giá trị hay không, và tiếng nói của từng người dân có giá trị hay không. Xin lỗi nha bạn Vinh Lê, mình là người Việt Nam đang ở Biên Hòa chứ không phải ở hải ngoại. Có ai mà dám ăn không? Ăn cá, ăn muối, ăn mắm ở ngoài đó không? Hả? Cái tiếng nói mình lên là đúng mà. Điều luật 54 vào ở tổ chức nhóm gì đó, mấy anh cứ đưa vào hình sự hóa cái vấn đề đó làm gì? Người dân chúng tôi từ các nơi tụ họp về đó muốn đưa lên cái chính kiến của mình. À, phải đuổi Formosa, hãy cứu lấy biển của chúng ta. Thấy không? Để mà làm cái việc đó. Đúng không? Là đúng, chứ không sai. Tại sao mấy anh lại cứ coi cái hành động của chúng tôi là cái thế lực nào đó? Thế lực nào? Hả? Các bạn có nhớ ngày 30 tháng 6 năm 2016 không? Thủ tướng á, Thủ tướng là Phúc, Nguyễn Xuân Phúc đó, đúng không? Toàn. Đó, cùng tập đoàn Formosa đã cúi đầu nhận tội rồi mà. Mình đâu có gì sai. Mà sau khi mà đền cúi đầu nhận tội á, mà đền bù 500 triệu đó. Còn nữa đền bù. Thấy không? Đền bù 500 triệu đô la đó. 500 triệu đô la thì đáng là bao nhiêu? Trời đất ơi, mẹ nó giết người dân ung thư hàng ngày hàng giờ đó. 500 triệu đô la làm gì? Xin lỗi nha, 500 triệu đô la này á mua được có vài tấn muối thôi. Tôi bức xúc lắm, nên tôi phải nói. Tôi nói vấn đề này không, trước khi tôi đã cảm nhận được nó không, tôi cảm nhận được cái rủi ro của mình không, cái giá của cuộc chơi của mình phải chấp nhận. Tôi nói hôm nay á để mong gia đình tôi không, nội ngoại hai bên, dòng dõi tôi bảo vệ vợ con tôi. Tại vì sau khi mà tôi bị bắt như vậy đó, vợ tôi đòi hâm tôi phải mang ba đứa con ra giết tự tử luôn. Trời đất ơi, tôi sợ quá. Tôi không biết làm gì đây, tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, tôi không ngủ được. Ăn cũng không ngon, hiện giờ tôi cũng không ăn. Thực chất là buổi sáng tôi không bao giờ ăn sáng. Tại tôi biết, mình hạn chế ăn uống nhiều. Ăn uống là chẳng khác nào mình nạp những cái hóa chất vào trong người nữa. Ở đất nước mình á, cái thực phẩm á, không ai á, dám bảo đảm là sạch 100%. Hoàn toàn không thể nào sạch 100% đâu nha các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng đi, bệnh viện ung bú ở đường nơi Trăng Long đó ha, ở chỗ đó một ngày đó bao nhiêu người chết, không phải trên 200-300 người, đúng không? 200-300 người đó là cái người mà có trong cái danh sách của trung tâm sức khỏe y tế thế giới thôi. Còn những cái người mà người ta không thống kê được, chết vì không có tiền điều trị đó, chết bờ chết bụi chết giấc da giấc dưỡng, tội nghiệp họ lắm. Họ không có tiền điều trị. Tiền đâu mà họ chỉ đi các bạn? Trời ơi, bao nhiêu thứ thuế đè lên đầu người dân. Các bạn nghĩ coi, xăng bây giờ á, mình ở Việt Nam mình có giá, có mỏ dầu, có mỏ xăng đàng hoàng.
lọc dầu dọc xăng lên bán là mình có hưởng đồng xu nào được đâu. Người dân có được trợ giá theo cái khoản dầu nào đâu. Vậy tiền xăng dầu, cái mỏ dầu đó nằm ở đâu? Trời đất ơi, khổ lắm. Khổ lắm các bạn ơi. Các bạn phải hiểu. Các bạn hãy làm theo lương tri và lý trí của mình đi. Đừng có chờ đợi ra ai hết. Tôi làm như vậy á, tôi muốn con tôi á, nó phải nhìn rõ được cái việc gì đang xảy ra nha. Tôi hy vọng con tôi, gia đình tôi, anh em tôi, cái việc gì đang xảy ra, đang ở đâu trên cái xã hội loài người này, cái xã hội loài người này nó có còn là xã hội loài người nữa không? Khi mà cái lời nói của một người dân không được tôn trọng, không được tiếp nhận mà còn bị chà đạp một cách dã man, không? Nha, các bạn suy nghĩ ra đúng không nha? Các bạn nếu mà nói nào suy nghĩ không cái đó tôi không đồng tình với tôi á, các bạn không đồng tình tôi rồi là cái đó là đúng á, thì các bạn làm ơn đến với tôi sẽ dẫn đi các bạn cho nha. Tôi dẫn các bạn đi đến nơi tôi, cùng tôi đi xuống đường xem họ làm gì và là mình đang bị cái gì và đang có cái gì nha. Các bạn nào nếu không tin nha, tôi là gia đình có công với cách mạng nè, dòng dõi tôi nhiều lắm. Trời ơi, tôi không có nói xạo đâu, đừng có nói là cái gì đó. Tôi nói thật, tôi là trải nghiệm rồi, trải nghiệm thực tế, tôi đã chấp nhận cái giá cuộc chơi này rồi ha. Đừng nói là tôi nó điêu nó ngoa, tôi không bao giờ nó điêu ngoa đâu các bạn. Năm giới của Đức Phật trong đó có mà, không cấm sát sanh, không cấm nói dối, không đúng không, cấm tà dâm, cấm uống rượu và các chất sai, đúng không, cấm trộm cắp, ha, năm cái giới này Đức Phật có nói mà, mình đâu cần phải nói dối, thực tế là như vậy thôi. Các bạn nào không tin á, các bạn cứ đến, mình sẽ làm một cuộc ra đường đó, cầm cái biểu ngữ, có các bạn có được làm quyền người không, có được nêu được quan điểm chính kiến của mình hay không nha. Mình rất là mong muốn các bạn nào mà muốn trải nghiệm với mình á thì đến gặp mình, ok. Các bạn ơi, mình làm ơn mình đưa bước chân bằng đôi chân của mình đi, không có chờ đợi ai hết. Trách nhiệm của mình phải có, mình là một người con, người cha, người anh, người em, mình phải có trách nhiệm với bản thân của mình chứ, cái đã nha. Mình có được cái trách nhiệm của bản thân mình thì mình làm việc nó mới đúng được, đúng cái chân lý và đúng cái chánh nghĩa, không có sai được cái gì cả. Các bạn hãy cứ không làm theo con tim của mình và làm theo cái bộ não của mình nè, không nghe ai sai khiến cả ha. Ngay cả mình cũng không có sai khiến được ai, tại vì mình cũng không có là cái gì, mình chỉ là hạt cát trên xã hội này thôi. Vợ mình nó còn tuyên bố mà, anh về ra đường làm gì, mình chỉ là hạt cát thôi, chết thì chết hết, không có cho đứa nào sống luôn. Trời ơi, như vậy sao được em? Ích kỷ, cái đó nhỏ nha. Vợ ơi, vợ không có cùng cái tư tưởng với anh được. Tại sao lại phải để chết chùm như vậy? Trong khi mình có đôi chân, có khối óc, có con tim, mình phải bước đi chứ. Bước đi để cấn tiếng nói đúng chứ. Nha. Không phải là hôm qua 12 tây tháng 3 là mình không đi biểu tình đâu. Thực chất ra là không phải là mình sợ mà không đi, nhưng mà mình cũng muốn đi lắm, đi cho chứng minh một điều là anh ta nói anh ta sẽ lột áo ra, anh ta đánh chết mình nếu thấy mình cầm biểu ngữ xuống đường biểu tình. Anh ta đã tuyên bố trước mặt ông già của mình, anh ta muốn sử dụng bạo lực trong một cái xã hội loài người văn minh, không cần biết chuyện gì xảy ra. Anh ta có một ông nội là đảng viên 71 năm tuổi đảng, đúng không? Anh ta đã nói như thế. Mình thì mình chỉ là một người dân bình thường, thấp cổ bé họng, chỉ mong muốn cái tiếng nói của mình đóng góp vào cái xã hội này để thể hiện là một công dân có trách nhiệm với cái xã hội. Mà cái trách nhiệm của mình nó bị chà đạp một cách thảm thương, một cách trắng trợn. Tại sao những người chà đạp, những người dân bị chà đạp không nhìn ra vấn đề?
cái người chà đạp mình thì có phải là Phật Mô Sa hay không? Tại sao những người chà đạp mình họ không cầm cái lực lượng đó đến Hoàng Sa, Trường Sa, phải không, chà đạp những cái người đang chiếm nước Việt Nam của mình, chiếm đảo Việt Nam của mình đó hả? Tại sao hèn thế, nhát thế, có nhục không? Để nói chuyện đơn giản thôi, đánh vô đầu tôi nè, phải không, trong đồn công an phường Tân Phong, phải không, mà còn không dám nhận nữa thì anh Hùng cái mỗi gì, đúng không? Anh Hùng cái nỗi gì? Cái các bạn đó đúng, nếu mà không biết cái này thật hay là sao gì đó thì các bạn đến đây tôi dẫn bạn đi nha. Trời ơi, được không? Tôi sợ lắm, các anh đừng có hù giết tôi, thủ tiêu tôi làm gì. Tôi là cái hạt cát của xã hội này thôi, chỉ cất lên một cái tiếng nói nhỏ bé của mình, không, đối với cái xã hội này để thể hiện một trách nhiệm của một công dân Việt Nam. Tôi muốn thể hiện công dân Việt Nam của mình, trách nhiệm của một người con dân Việt Nam. À, tôi có ý kiến xây dựng đất nước này, xây dựng cái môi trường này. Tại sao các bạn đòi thủ tiêu tôi như vậy hả? Các bạn hàng thủ tiêu tôi là mục đích gì? Tôi chỉ làm một con hột cát thôi. Trời ơi, thủ tiêu tôi là chẳng ích lợi gì cho đất nước cả. Tôi làm cho cuộc sống đất nước này nó tốt đẹp hơn một chút xíu thôi, cỡ như cái hạt cát thôi là tôi mừng rồi. Mà tôi còn bị chà đạp như thế này nè, có thấy nhục không? Gia đình nè, trời ơi, có công với cách mạng nè, đồng dõi cách mạng đấy nè, nội ngoại hết, mà còn bị chà đạp đó, có cảm thấy nhục không? Nhục lắm á, được trả công như thế đó các bạn, xứng đáng không? Mình không phải là người chí khí đâu, mình là người có cái trái tim và khối óc suy nghĩ nha bạn, mình không phải là người chí khí gì cả, mình nghĩ sao mình nói vậy nha bạn. Nghĩ sao nói vậy, không phải là người chí khí gì cả. Chí khí hay không á thì mọi người đừng nhận nha. Mọi người làm ơn hãy đóng góp cái tiếng nói của mình xây dựng cho một cái xã hội tốt đẹp hơn, không, dù nó chỉ như hạt cát hạt bụi rất quý hiếm. Tôi cũng mong cái ý kiến của tôi nó là một hạt cát hạt bụi thôi, để đóng góp một cái chút gì đó cho cái tổ quốc, cái quê hương của mình, không, nó tốt đẹp hơn một chút, nó tốt đẹp hơn, nó văn minh hơn, nó đi lên, nó tiến bộ, chứ nó không ở một cái lĩnh chỗ đó hoài, ở mức độ đó hoài. Mình đang là cái quốc gia mà gọi là gì ta, nói chung là nói cho có quyền con người thôi, thực chất ra có đâu, vô trong cái mấy cái đồn công an các bạn hiểu ngay mà, thậm chí ra đường các bạn thử đi xuống đường mấy bạn cầm biểu ngữ coi mấy bạn có quyền con người không, mấy bạn biết liền chứ gì. Nhìn đi, trời ơi, 1 tháng 5, 8 tháng 5, rồi 16 tháng 5, 2016 đó, các bạn coi quyền con người các bạn nằm đâu, có không? Chính xác. Mục đích của tôi chỉ có muốn như đó thôi, mong muốn đóng tiếng nói của mình được chính phủ mình lắng nghe và trân trọng, dù chỉ là trân trọng như một hạt cát cũng được. Đừng chà đạp tôi nha, đừng chà đạp những người như tôi. Chúng tôi chỉ mong muốn đất nước tốt đẹp, mong muốn Phật Mô Sa cút khỏi Việt Nam, đơn giản, rất đơn giản, ok, đúng không? Chúng tôi chỉ mong muốn á, thằng Việt Nam, thằng Phật Mô Sa đó, nó cút khỏi Việt Nam đi, đừng có ở đó mà cứ gây ô nhiễm môi trường, gây khổ cho đồng bào của tôi. Tôi không chấp nhận được, không chấp nhận cái kiểu này được nha. Ai mà có cái kiểu biểu hiện mà chà đạp tôi thì chứng tỏ đó là Phật Mô Sa,
Chính xác là Phoenicia. Chỉ có Phoenicia mới cấm tôi làm như vậy, tại vì tôi chống đối Phoenicia. Thì chính Phoenicia đã gây cho tôi cái sự phẫn nộ này. Đúng không? Đúng không các bạn? Ok không? Bây giờ tiếng nói của tôi thôi. Đơn giản cá nhân của tôi thôi. Tôi mong muốn cho con cái của tôi nó được sống trong cái môi trường sạch sẽ, bình đẳng, có nhân quyền, được quyền làm người, có tiếng nói đóng góp cho quốc gia, để đất nước đi lên, chứ không nằm yên một chỗ. Đúng không? Đó là nguyện vọng của tôi. Và tôi hy vọng các con của tôi sẽ hiểu cho tôi, và vợ của tôi sẽ hiểu cho tôi vấn đề này, mà không mang ba đứa con của tôi ra để giết và tự sát. Ok. Hôm nay ngủ không được, sáng dậy livestream chơi cho mọi người hiểu. Hiểu cái vấn đề mình, hỏi hiểu vấn đề mình đang ở đâu. Đơn giản đấy thôi. Ông bà già thì cứ than thở trách hoài. Làm vậy để làm chi? Để bị bắt rồi bị đánh. Làm vậy để cho con cái mình nó có được môi trường tốt chứ. Mình có cái nguyện vọng của cái cuộc sống của mình, cho cái cuộc sống tương lai của con mình, thì đâu có gì sai. Mình chỉ muốn đất nước này tốt đẹp hơn, trong sạch hơn, không bị ô nhiễm thôi. Thấy không? Mình đâu có làm gì sai. Đúng không các bạn? Mình không làm gì sai. Nhưng mà họ muốn mình làm sai. Họ là ai? Đó, những người đã chà đạp mình, những người đã bắt mình. Họ muốn chà đạp mình nên họ cho là mình sai. Mình đi cái biểu tình, thấy không? Đặng tài trợ gì đó. Ui, mấy cái thằng tài trợ đó đừng có mong nha. Mình không có tài trợ đâu nha. Đừng có vu vạ cho người ta là tài trợ. Chỉ có mấy anh á, hình sự hóa vấn đề thôi, thần thánh lên cái câu chuyện đó. Cả nước Việt Nam ai cũng biết đó, Phoenicia nó như thế nào, nó đang làm cái gì. Người ta biết đó, nhưng mà người ta chưa dám làm như tôi thôi. Biết nhưng mà chưa dám làm. Tôi khẳng định. Vì tôi mua hàng, tôi nghe nhiều lắm. Nhiều người nó ngồi bàn tán về cái vấn đề Phoenicia nó đang như thế nào. Đúng không? Nó đang xả thải, nó giết dân tộc này, mà họ không dám làm gì. Họ chỉ sợ. Họ sợ họ cất lên cái tiếng nói rồi bị chà đạp. Họ không nghĩ họ chà đạp đâu. Họ cất lên tiếng nói, họ bị cái người á, cầm quyền á, phạt ở tù. Đúng không? Trời ơi các bạn ơi, mình sống ở xã hội loài người văn minh, mình phải làm cho văn minh như thế nào? Văn minh bằng cách cho đất nước mình tốt như thế nào? Là mình phải nêu rõ cái quan điểm của mình nè. Quan điểm của mình á, để được nhà nước, chính phủ lắng nghe, không có lợi ích cho quốc gia thì nhà nước và chính phủ phải lắng nghe cái người dân như mình. Lắng nghe. Họ không lắng nghe mình á, họ đang là cái gì? Họ sử dụng tiền thuế mình làm cái gì? Có đáng để sử dụng cái đồng thuế đây không? Đúng không các bạn? Họ sử dụng cái đồng tiền thuế của người dân á để làm gì? Họ phục vụ cho ai? Hồi nào giờ các bạn đã nghe rồi đúng không? Nhà nước của dân nè, do dân nè, vì dân. Các bạn xem lại coi ba cái này có đúng tiêu chí không nha. Đó, nhà nước nếu mà vì dân á thì sẽ không chà đạp cái quyền đòi hỏi của tôi. Đúng không? Cái quyền đòi hỏi như hạt cát thôi. Tôi muốn không? Không, chính phủ đổi Phoenicia khỏi đất nước Việt Nam của tôi. Không, một cái nguyện vọng nhỏ nhỏ bé xíu thôi mà tại sao chính phủ không lắng nghe? Nó chỉ là một cái nguyện vọng nhỏ của gia đình tôi thôi. Không lẽ bây giờ các anh lại muốn cả gia đình tôi mười mấy người, hai chục người phải đi ra đường hay sao? Một mình tôi đại diện thôi chứ. Đúng không? Hay là bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi xuống ủy ban. Ừ? Hay là tỉnh ủy. Hay là ủy ban thành phố. Để mà dương biểu ngữ yêu cầu. Các ông các bà làm việc ăn tiền thuế của nhân dân, các ông làm cho đúng lĩnh vực đi chứ. Người ta xuống đường thì các bà phải tiếp người ta à... phải tư vấn hướng dẫn cho người dân như thế nào mới là đúng. Còn đằng này mấy anh sai cái đám nào đó, không không có sắc phục mà đóng thuế làm gì mà không có sắc phục để mặc.
không? Chà đạp bắt hốt người ta. Vô trong đồn. Ghép, gán ghép cho người ta. Một cái tội danh. Chẳng hạn. Đúng không? Trời đất ơi, làm vậy chi vậy? Cái tiếng nói của người ta, không? Mục đích đó là cũng bảo vệ cho người ta. Và bảo vệ cho chính các anh đó. Các anh có dám chắc rằng các anh không ăn muối ăn mắm không? Không ăn cá hay hải sản không? Có dám chắc không? Hay là các anh muốn đi ra ngoài đó ăn cá để trải nghiệm? Trải nghiệm coi. Các anh ung thư thử coi các anh chữa nổi không biết liền gì? Đố ai trải nghiệm nổi? Có ung thư bằng nào vui vẻ không? Đau đớn chết mẹ luôn, quằn quại thân xác, thà bắn nó chết mẹ nó cái đùng. Hỏi nói tiếng nào, đúng không? Ung thư, nó đau đớn lắm. Nó gây cho người nhà, người thân của người đó rất là khổ. Thực tại mình đang rất nghèo, mà tại sao cứ mắc bệnh ung thư, bệnh của nhà giàu vậy? Các bạn làm ơn, các bạn hãy xem lại cái trách nhiệm của mình đối với gia đình của mình, đối với bản thân của mình, có mình đã làm đúng hay chưa? Nếu mình chưa làm đúng thì mình nên làm cái gì cho đúng? Đúng không? Để thể hiện mình là một người có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Sao là người có ích cho cái quốc gia này? Đóng góp một cái tiếng nói để phát triển cái đất nước này. Đơn giản thôi. Góp tiếng nói của mình ra để cho nhà nước lắng nghe. Nhà nước phải lắng nghe mình chứ. Nhà nước không lắng nghe mình thì các bạn hãy coi nhà nước mình đang ở đâu. Đúng không? Nhà nước mình không lắng nghe tiếng nói của người dân là sao? Nhà nước đang làm việc cho ai? Cứ nói là của dân, do dân, vì dân. Vậy tại sao tôi đi xuống đường tôi yêu cầu đuổi Phọt Mô Sa? Thấy không? Chỉ có ba, chỉ có nhiêu đó thôi à. Mà ba cái tiêu chí này nó nằm ở đâu? Ở đâu đây? Hả? Ở đâu? Chỗ nào? Vì dân, do dân, không? Của dân. Chỗ nào? Chỗ nào? Chỉ giùm tôi cái. Tại sao của dân mà lại chà đạp tôi? Tôi là người dân hay là người nào? Người ngoại quốc hả? Đúng không? Đứng thẳng làm người. Nhận lấy trách nhiệm của mình nè. Không có phải sợ một cái gì cả. Mình làm theo trái tim của mình, cái khối óc của mình, bằng trên chính đôi chân của mình. Không có gì cả, sợ cả. Ai cũng phải một lần có trách nhiệm bản thân và gia đình. Nha. Hy vọng vợ anh sau khi anh làm clip này, vợ anh xem được, bà hiểu cho anh cái vấn đề anh nói hôm nay. Đừng lôi con chúng mình vào. Con chúng mình nó vô tội, không có chuyện gì cả. Anh nói hoài em không nghe. Em nói thì anh cứ gặp thôi. Chúng nó không có lỗi, mà bản thân của anh cũng không có lỗi. Anh đang bảo vệ cuộc sống cho con của anh nha, vợ yêu, bố mẹ. Con cũng đang bảo vệ cuộc sống của bố mẹ, anh em, chú bác. Con cũng đang thể hiện trách nhiệm của con đối với mọi người. Xin mọi người hãy hiểu cho con và cảm thông cho con. Con không làm gì sai. Con đã chấp nhận cái giá. Nha. Con hy vọng người thân, gia đình mình hãy bảo vệ vợ con và ba đứa con của con. Ba đứa con của con, chúng nó không có lỗi, đừng để vợ con hại chúng nó. Chúng nó rất khổ, đâu có biết cái gì. Làm ơn bố mẹ bảo vệ cho ba đứa con của con, khuyên can vợ con giùm. Nhất là các dì, cậu, mợ bên phía nhà ngoại, hãy bảo vệ các cháu. Đừng để mẹ nó làm điều điên dại. Mặc dù con là cái người trụ cột trong gia đình, đã là trụ cột là phải có trách nhiệm. Trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình là như thế.
phải đóng góp tiếng nói của mình cho nước nhà tươi đẹp hơn, tốt đẹp hơn, hòa bình hơn, nhân văn hơn, phải tôn trọng quyền con người hơn. Chỉ mong nhiêu đó thôi, rất mong nhiêu đó là đủ, không cần nhiều. Rất mong một cái chính phủ cầu thị lắng nghe tiếng nói người dân. Còn chính phủ, nhà nước không cầu thị lắng nghe thì không xứng đáng. Tôi chỉ nói thế thôi. Xin chào các bạn.